Xin chào các bạn nha Hôm nay mình quay cho các bạn cái cây hoa rành rành này các bạn này Đấy, hoa rành rành nhà mình ươm ở ngoài đất khá là cao rồi Cây đây là cây hoa, cây hoa cực kỳ là thơm luôn Bác nào mà đã từng trồng cái cây này rồi thì biết là Cây rành rành hoa của nó rất là thơm các bác ạ Trồng trong vườn nhà rất là thích nhá Cây của em Ngọc thì cao được khoảng tầm mét cho đến mét 7 Đấy, đủ kích thước luôn đây đây là những gốc cây cây dành, dành này các bác này. Đấy, cây dành dành này chơi trồng để chơi hoa. Đấy, khá là đẹp. Nó nhìn sơ qua thì nó khá là giống với cái cây mẫu đơn các bác ạ. Nhưng mà nó là cây hoa dành dành các bác nhé Dành dành hoa trắng, hoa vàng, nhà em có đủ hết. Đấy, bác nào mà cần về trồng ở vườn nhà chơi cảnh hoặc là trồng ở số lượng lớn hoặc là trồng ở những khu công viên các thứ thì liên hệ trực tiếp với em Ngọc nhá. Em quay cho các bác đây rất là nhiều hoa rành rành luôn các bạn, cây em trồng ra đất lớn nhanh lắm. Đấy, các bác bây giờ lấy là em đánh về, đánh về cho các bác luôn. Cây hoa rành rành này rất là thơm này, thơm cực kỳ luôn bác nào trồng cái này rồi thì các bác biết, cái hoa rành rành này vô cùng là thơm. Đấy. trồng ở trong nhà trang trí sân nhà này, đó là để uh, ngửi hoa, ngửi hương rất là thích nhé các bác nhé. Đây các bác thấy không? cây thì đã có hoa nụ hết rồi này, các bác về chợ trồng phát là chơi được luôn Đấy, cây hay rành rành này hoa rành rành các bác nhá thơm lắm cây này thơm lắm các bác các bác cứ trồng đi bác nào trồng cây này rồi tôi biết cây này cực kỳ là thơm luôn các bác Đấy, Như em có số lượng lớn nhá Hoặc tầm vài nghìn cây các bác nào mà cần thì cứ liên hệ trực tiếp em có bán lẻ bán xỉ nhá bác cần bao nhiêu cây thì cứ liên hệ trực tiếp cho em để em tư vấn thêm cho các bác em đánh cây cho các bác nhá quay để cho các bác nắm bắt được cái tình hình cây và số lượng em có đủ hết. Những cái cây này thì bắt đầu cho ra nhiều hoa, nhiều nụ lắm nha các bác. Hoa nụ nhiều rồi. Đấy. Đấy. các bác thấy không? Hoa và nụ cực kỳ là nhiều. Cây rất là thơm, đẹp. Cây cực kỳ là đẹp rồi, cao thẳng đẹp lắm. Nhiều tán, mỗi cây nó phải vài cành, tán đẹp. Này các bác thấy không? Cái hoa rành rành là một trong những cái cây hoa chơi rất là nhiều gia đình thích trồng cây này nhé các bác nhé các bác cần cái cây này, dành, dành này thì cứ liên hệ với em Ngọc nhé 0798 414 414 nhé các bác nhé Còn bây giờ em Ngọc à, xin chào và hẹn lại các bác nhé